Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2024 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Tại công điện, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm. Hiện nay, một số dịch bệnh lưu hành trong nước như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi đang có xu hướng gia tăng, đồng thời cũng ghi nhận giải rác các trường hợp mắc một số bệnh truyền nhiễm dự phòng bằng vaccine như ho gà, bạch hầu. Để chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè năm 2024, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp và huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong giai đoạn mùa hè chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát đồn đốc các địa phương đơn vị về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh các ổ dịch tại cộng đồng và các cơ sở y tế cách ly kịp thời xử lý triệt đề ổ dịch không để bùng phát dịch trong cộng đồng tăng cường lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh thúc đẩy triển khai tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng đảm bảo an toàn hiệu quả giả soát tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, chưa tiêm đủ mũi và khuyến khích việc tiêm vaccine phòng bệnh đối với phụ nữ mang thai. Tổ chức chiến dịch diệt loang quăng, bỏ gậy, các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải, động nước. Với thông điệp, mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt loang quăng, bỏ gậy tại hộ gia đình. Thực hiện thông thoáng nơi ở, nơi làm việc và khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời xây dựng các sản phẩm, thông điệp truyền thông về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với phong tục, tập quán, ngôn ngữ của từng địa phương và tổ chức bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, họp dân, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, tờ rơi, loa đài, phát thanh, báo chí, truyền hình. Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Dương Đình Luyện, sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, kẻ sát hại hai mẹ con ở phường Văn An đã được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu của Dương Đình Luyện, hắn ra tay sát hại chị TTNA sinh năm 1993 và bà H, mẹ của chị NA, cùng chú tại thành phố Chí Linh do bị nói xấu trên mạng xã hội. Luyện và chị A từng có thời gian chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2014 và có một con chung. Sau đó hai người chia tay, chị A về sống với mẹ đẻ tại phường Văn An. Năm 2021, Luyện kết hôn với người phụ nữ khác. Trước thời điểm gây án, giữa Luyện và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn liên quan tới việc chị A nói xấu Luyện trên mạng xã hội. Sáng ngày 23 tháng 6, Luyện tìm đến nhà gặp chị A nhưng lúc này chỉ có bà hát ở nhà. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Chị A đang làm tại quán spa ở phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh thì nhận được cuộc gọi của bà H, báo luyện đang ở nhà, yêu cầu chị A về nhà để nói chuyện. Sau đó chị A về nhà gặp luyện. Tại nhà, luyện đã dùng hung khí đâm chị A, bà H vào căn ngăn cũng bị hắn đâm liên tiếp vào người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng mẹ con chị A không qua khỏi. Sau khi gây án, Dương Đình Luyện vội rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được thông tin Công an thành phố Chi Linh cùng với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra xác minh, đồng thời truy bắt nghi phạm Dương Đình Luyện. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 4 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Đình Luyện về hành vi giết người. Trong nửa tháng lẩn trốn, Luyện đã di chuyển đến nhiều tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 7, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ luyện khi hắn đang lần trốn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm Tuyền Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1972, trú xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, 20 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài án phạt tù, Nguyễn Thị Liên buộc phải trả hơn 30 tỷ đồng cho 19 bị hại. Cáo trạng xác định từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 7 năm 2021, Liên tiếp cận làm quen với những người bán nông sản, chủ tiệm tạp hóa ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, đưa ra thông tin gian dối hiện đang làm đại lý cấp 1 kinh doanh các mặt hàng gạo, đậu, lạc, bia, thuốc lá, mì tôm. Bị cáo cần thêm số lượng lớn bán lại cho các công ty trong khu công nghiệp. Để phục vụ lừa đảo, liền thuê một căn nhà, hai kho chứa hàng, rồi mời bị hại đến tham quan, nói đó là nhà và kho của Liên. Bị cáo cũng dùng thủ đoạn mua hàng giá cao hơn thị trường từ 5% đến 10% hoặc 200.000 đồng đến 300.000 đồng một tấn gạo. Với hàng chuyến thứ nhất và thứ hai thì liên thanh toán đầy đủ, nhưng những lần sau với đơn hàng lớn hơn thì bị cáo không trả tiền mà xin nợ. Bị cáo cũng hứa hẹn sẽ mua hàng liên tục, mua hàng chuyến sau sẽ thanh toán hết tiền hàng trước. Sau khi lấy hàng, bị cáo đem bán với giá thấp hơn để lấy tiền chi tiêu. Ngoài ra, Liên còn dùng thủ đoạn là bản thân có nguồn hàng giá rẻ, nếu muốn mua hàng phải đặt cọc trước khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền. Bằng thủ đoạn trên, liền đại chiếm đoạt của 19 người hơn 49 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo đã trả hơn 18,3 tỷ đồng, còn phải trả hơn 30,9 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị Nguyễn Thị M ở huyện Hoài Đức, lên đến hơn 18 tỷ đồng. Cáo buộc thể hiện liền mới trả chị M hơn 5,2 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 12,9 tỷ đồng. Trong báo cáo đánh giá tác động dự án luật dân số đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế cho hay, mức sinh thay thế đang giảm nhất trong 12 năm trở lại đây và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Theo đó, tổng tỷ suất sinh năm 2022 đạt 2,01 con trên một phụ nữ, năm 2003 ước tính là 1,96 con trên một phụ nữ. Xu hướng không muốn hoặc sinh rất ít con đã xuất hiện ở một số đô thị nơi có điều kiện kinh tế phát triển. Hai khu vực báo động là vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Mức sinh tiếp tục xuống sâu, khoảng 1,5 con trên một phụ nữ. Trong khi đó, tại một số nơi có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, mức sinh vẫn cao, thậm chí rất cao, trên 2,5 con trên một phụ nữ. Để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con trên phạm vi cả nước. Bộ Y tế đề xuất các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm trong việc sinh con, thời gian sinh con, số con Khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của các cặp vợ chồng, cá nhân. Đây là đề xuất thay đổi so với pháp lệnh dân số đang thi hành hiện nay, quy định mỗi cặp vợ chồng, cá nhân được sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định. Theo Bộ Y tế, trao quyền quyết định số lượng con cho các ông bố bà mẹ sẽ tránh được tình trạng mức sinh xuống quá thấp, gây già hóa dân số, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, vẫn cần có quy định các biện pháp để duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước thông qua việc điều chỉnh mức sinh phù hợp với từng vùng, đối tượng, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của cả nước, từng tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, để thực hiện giải pháp này, Bộ Y tế cho rằng nhà nước cần đảm bảo ngân sách để tuyên truyền vận động, thực hiện hỗ trợ, khuyến khích lợi ích vật chất, tinh thần cho các đối tượng thực hiện chính sách. Thực hiện các biện pháp khắc phục trước và sau khi ban hành luật tránh lợi dụng việc quy định quyền tự quyết về số con của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân để vụ lợi, tuyên truyền, thực hiện trái với chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số. Trong dự án luật, Bộ Y tế cũng hướng đến chính sách giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Từ năm 2012 đến nay, tỷ số giới tính khi sinh luôn duy trì ở mức trên 112 bé trai trên 100 bé gái. Nếu tiếp tục duy trì như vậy, đến năm 2050, Việt Nam sẽ có khoảng từ 2,3 đến 4,3 triệu nam thanh niên khó có cơ hội lấy vợ trong nước, gây hệ lụy nghiêm trọng. Mục tiêu của chính sách được Bộ Y tế đưa ra là xây dựng các giải pháp khống chế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần khắc phục những hệ lụy về xã hội và nhân khẩu học do tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh gây ra, thúc đẩy bình đẳng giới. Ngoài ra, dự án luật dân số cũng xây dựng các chính sách liên quan đến thích ứng với giả hóa dân số, dân số già, phân bổ dân số hợp lý, và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mới đây, đội quản lý thị trường số 22, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với đội cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra đột xuất 5 gian hàng kinh doanh tại khu vực đường Nguyễn Đình Tứ, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 50.000 sản phẩm với tổng khối lượng trên 20 tấn hàng hóa là mỹ phẩm, dầu gội, kem đánh răng trẻ em các nhãn hiệu Aglip Repair Toner, OHBT, Mamacos Ozone do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu hết hạn sử dụng. Đặc biệt, lực lượng chức năng ghi nhận một lượng lớn hàng hóa là kem đánh răng trẻ em, nhãn hiệu Ozone và nhiều mỹ phẩm đang được tẩy đết cũ đã hết hạn sử dụng và in dập đết mới với hạn sử dụng vài năm so với hạn sử dụng đã hết trước đó. Qua kiểm tra xác định, chủ hộ kinh doanh là ông Lại Vũ Thắng, sinh năm 1988, sống tại phường Xuân Đình, Bắc Từ Liêm. Lại Vũ Thắng thuê kho hàng và ngụy trang bên ngoài là cửa hàng ăn để cảnh giới mua vỏ bao bì để đóng gói vào đêm khuya và thời điểm vắng người qua lại. Thắng nhập toàn bộ các mặt hàng mỹ phẩm của Trung Quốc đã hết hạn sử dụng vào kho, thuê 10 nhân viên dùng chất tẩy acetone xóa hạn sử dụng và sử dụng 5 máy dập dán nhãn sử dụng mới theo các năm của từng sản phẩm có giá trị hàng hóa khác nhau. Ngoài ra, với các sản phẩm dầu gội do Thái Lan sản xuất, Thắng chỉ đạo nhân viên thay tem nhãn bằng chữ Nhật Bản để bán được giá cao hơn. Để phân phối sản phẩm, Thắng thuê người quản lý tổ chức bán hàng hóa qua sàn thương mại điện tử sau đó với mối quen thì giao hàng trực tiếp. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa tại cơ sở. Tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, đồng thời đội cảnh sát kinh tế công an quận Bắc Từ Liêm đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Thắng, khai thác mở rộng các đầu mối nhập hàng và mua hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.